Quang Huy và Thảo Uyên xin kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúc quý vị một tuần mới có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đang khiến nhiều người dân ở các tỉnh thành trên cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động tiêu cực tới đời sống sinh hoạt sản xuất, đặc biệt là người dân Ninh Thuận đang hứng chịu tình cảnh này vô cùng khốc liệt mà nóng 24 giờ muốn chia sẻ đến quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Còn như thường lệ, ngay bây giờ sẽ là thời lượng của thông tin đầu tiên trong chuyên mục Tin nóng. Thưa quý vị, dù 2 ngày nữa mới tới ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, nhưng ngày hôm nay, lượng người đổ về khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ hành hương đã tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn cho người dân về dân hương, lực lượng công an phối hợp với ban quản lý khu di tích đã tổ chức phân luồng cho du khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tắc nghẽn giao thông. Theo ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, từ 7 giờ sáng, hàng nghìn người từ khắp các địa phương đã hành hương về đất tổ. Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, đền, địa điểm ở thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận. Năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã đầu tư sửa chữa, thay mới 30 camera hồng ngoại. Hình ảnh sẽ được gửi về Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh. Khi phát hiện biểu hiện nghi vấn kẻ gian móc túi, cướp giật tài sản, sẽ phối hợp với các bộ phận tại chỗ xử lý, bắt giữ. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, công an tỉnh cũng phối hợp với y tế, kịp thời cấp cứu nhiều trường hợp bị ngất xỉu khi đi lễ. Nắng nóng gay gắt liên tiếp không chỉ khiến cho người dân miền Tây không có nước sinh hoạt, mà ngay cả người dân miền Trung, đơn cử là tỉnh Ninh Thuận cũng lâm vào cảnh khốn đốn vì thời tiết khốc liệt này. Cạn kiệt nguồn nước, đồng cỏ cháy khô là tình hình mà người dân Ninh Thuận đang phải gánh chịu. Đặc biệt là những người đang chăn nuôi cừu càng thêm chật vật, lo lắng khi hàng trăm con cừu ở nơi đây trong tình trạng thiếu thức ăn và nước uống trầm trọng. Tại hồ Ông Kinh, xã Nhân Hải, huyện Nhân Hải, tỉnh Ninh Thuận, lòng hồ đã cạn trơ đáy, chỉ còn vài vũng nhỏ. Thiếu nguồn thức ăn, nước uống là nguyên nhân khiến những đàn cừu dần suy yếu, gầy guộc. Hàng chục máy bơm nước cùng đường ống để lấy nước tưới cho hành, tỏi đang nằm phơi nắng tại hồ Ông Kinh vì không còn nước để hút. Hồ đã cạn khô, đất nước toát. Theo người dân tại xã Nhân Hải, huyện Ninh Hải, tình trạng thiếu nước trong mùa khô tại hồ Ông Kinh hầu như năm nào cũng xảy ra vì vào mùa mưa, hồ không tích được đầy nước. Thường đến khoảng tháng 2 năm sau đã bắt đầu cạn. Để duy trì sản xuất, đa phần những hộ dân trong vùng đã phải bỏ hàng chục triệu đồng khoan giếng tìm nguồn nước ngầm nhưng cũng cạn kiệt. Tại huyện Ninh Hải, hiện có 3 hồ thủy lợi lớn, trong đó hồ Ông Kinh có dung tích 0,83 triệu mét khối đã cạn nước. Liên quan đến vụ việc diễn ra vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, khoảng 7.000 vận động viên tham gia giải chạy có tên VB Bank Cần Thơ Music Night Run 2024 làm một số tuyến đường nội ô ở Cần Thơ bị xáo trộn giao thông, khiến cho người tham gia chạy lẫn người dân nơi đây bức xúc. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã lên tiếng, thừa nhận thiếu sót trong công tác tổ chức cung đường chạy và khung giờ chưa tốt. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết thêm, đã chỉ đạo cấp dưới kiểm tra ngay, báo cáo khâu nào chưa tốt để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Ban xác định đó là khung giờ cao điểm, các phương tiện lưu thông trong nội ô thành phố rất cao. Việc tổ chức khung giờ như vậy là chưa phù hợp, sẽ gây ra nhiều nguy cơ như ùn tắc giao thông, va chạm. Dù có cảnh sát giao thông, thành viên ban tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn đường chạy, nhưng người đi đường cũng như vận động viên bức xúc vì khung giờ xuất phát và đường chạy thiết kế không hợp lý. Người chạy tốn sức, mất thời gian luồn lách với xe cộ để về đích. Giải chạy do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức với 3 cự ly dành cho người lớn là 21 km, 10 km và 5 km. Cung đường chạy đi qua các địa điểm nổi bật của thành phố như Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công viên Sông Hậu, cầu Ninh Kiều, cầu Cái Khế, phố Thời trang Nguyễn Trãi, phố đi bộ, chợ đêm Ninh Kiều, cùng Khương. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, vấn nạn bạo lực học đường liên tục xảy ra luôn là đề tài nhức nhối trong xã hội khiến cho nhiều người bức xúc. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với mức độ ngày càng nguy hiểm trầm trọng, gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác của nạn nhân. Mới đây, vấn nạn này lại tiếp tục diễn ra tại một trường trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một em nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng ngay trong lớp học, được ghi lại qua đoạn clip dài 1 phút, gây xôn xao dư luận. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng, váy caro, đeo khăn quàng đỏ, đứng rụt rè trong lớp học. Xung quanh có khoảng 10 học sinh, đa số mặc đồng phục thể dục. Phía cửa lớp, một học sinh mặc đồng phục áo trắng, váy caro đứng canh cửa.
Sau vài câu nói qua lại, nhóm bạn này thấy nhau lao vào đánh giả mang nữ sinh mặc đồng phục. Nhóm này liên tục tát, túm tóc, giọng đầu nữ sinh xuống nền nhà, đập mạnh vào người. Thậm chí, một trong số này còn dùng ghế nhựa, chai nước đánh tới tấp lên người, lên đầu nữ sinh. Trong khi nữ sinh này quỳ gối liên tục xin lỗi, nhận sai và xin tha thứ, nhóm học sinh đánh bạn xung quanh vẫn không dừng tay. Những tiếng cổ vũ reo hò liên tục vang lên khi một người trong nhóm này đánh nữ sinh mạnh bạo. Phẫn nộ hơn nữa, nhóm này còn xếp hàng, mỗi người tát vào mặt nữ sinh 5 cái. Trong suốt gần 10 phút, nạn nhân liên tục hứng những trận đòn kinh hoàng từ nhóm đối tượng này. Nhóm này cũng liên tục hăm dọa, nếu nạn nhân mách ba mẹ hoặc bạn bè, nhóm này sẽ tiếp tục đánh. Tiếp tục chương trình là thông tin về một vụ chết người xảy ra tại công viên bên dòng sông Cà Ti, tỉnh Bình Thuận. Trong lúc nam thanh niên đang nằm võng cùng với bạn gái, bỗng nhiên xuất hiện một đối tượng đến dùng dao đâm tử vong người này. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Thuận đã truy bắt đối tượng và điều tra nguyên nhân hung thủ, khai nhận là do ghen tuông. Đối tượng này đã dùng dao sát hại người yêu mới của vợ hờ. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, anh NTH, sinh năm 2002, ngụ Phan Thiết, nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có nam thanh niên đến gây chuyện. Sau đó, anh Hát bị đâm và bỏ chạy một đoạn đến cầu Trần Hưng Đạo thì nằm gục. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Hát đã tử vong. Công an đã tiến hành truy xét và bắt giữ nghi can, đối tượng là DVS, ngụ phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Khi bị bắt, đối tượng có biểu hiện bị ngáo đá. Vào ngày hôm qua, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của một nam thanh niên dùng dao tấn công quản lý một tiệm game bắn cá tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để cướp tiền, khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 4 tại tiệm game bắn cá trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh TQT, sinh năm 2000, quê tỉnh Bình Phước. Người đâm anh T là khách đến chơi game. Nam thanh niên này dùng dao đâm anh T và yêu cầu anh đưa ví tiền. Hoảng sợ, anh T đã van xin và đưa ví tiền cho đối tượng. Bên trong ví có hơn 10 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, đối tượng vứt dao lại hiện trường và bỏ chạy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi ổn định sức khỏe, anh T đã trình báo sự việc cho công an phường Thuận Giao. Nhận được tin báo, công an phường Thuận Giao đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra và truy bắt đối tượng. Hiện vụ việc được chuyển công an thành phố Thuận An điều tra, làm rõ theo quy định. Thưa quý vị, tại tỉnh Long An của chúng ta vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông đã giả vờ ghé vào mua vàng. Sau đó, trong lúc thấy chủ tiệm sơ hở thì đối tượng nhanh tay giật lấy tài sản rồi bỏ chạy. Đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức. Tại đây, Thoại hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem. Lợi dụng sơ hở, Thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm vàng, bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm vàng truy hô cướp, anh Nguyễn Văn Hiếu là dân phòng thị trấn Bến Lức, đang ở gần đó cùng 3 người dân xông tới khống chế, bắt gọn Thoại giao cho công an huyện Bến Lức. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Lào Cai cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, triệt phá thành công điểm bán lẻ ma túy dưới hình thức bon ke tồn tại nhiều năm qua, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đáng chú ý là các đối tượng này vô cùng mưu mô và xảo quyệt, che chắn cửa nẻo cẩn thận và chỉ giao bán hàng trắng cho con nghiện thông qua khe sắt nhằm qua mắt lực lượng công an. Ngày 13 tháng 4, lực lượng công an liên tiếp bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Mạnh Hoàng, Lò Láo Xí, Lai Văn Sịch, Lương Minh Hà và Nguyễn Thị Nhâm, cùng trú tại Lào Cai. Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của một đối tượng có tên gọi là Tuyết Thượng, tại tổ 3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Thị Tuyết, thu giữ 246 gói ma túy heroin, hai cục ma túy to và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Trên màn hình quý vị đang theo dõi, đó chính là hình ảnh của đối tượng Nguyễn Thanh Phong, 45 tuổi, trú ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, vừa bị công an huyện Định Quán ở tỉnh này bắt giữ, lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể vụ việc này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Theo hồ sơ công an, Nguyễn Thanh Phong là đối tượng lười lao động, lại thích ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, Phong điều khiển xe máy đi từ huyện Tân Phú đến huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để trộm tài sản. Khi đến khu vực xã Phú Ngọc,
phát hiện nhà một người dân không có cổng rào nên Phong lẻn vào trộm một áo khoác, bên trong có 142 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức, tổng giá trị tài sản gần 194 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Số tiền và vàng trộm được Phong mang bán lấy tiền tiêu xài. Còn ở Hà Nội, do mâu thuẫn trong việc nuôi con, Nguyễn Xuân Trường, 33 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hung hãn vác dao chém vợ cũ và bạn bị thương ngay trước tòa chung cư. Sau khi gây án, Trường đã đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém vợ cũ và một người khác bị thương. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4, tại trước tòa S402, khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ, do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con, Trường đã dùng dao chém vợ cũ là chị NTMH và chị NTTH, bạn của chị MH, làm hai người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Trường theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một hành động vô cùng xấu xí của người phụ nữ tại một gara rửa xe ô tô. Vụ việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, trong lúc vệ sinh phía trong xe, người phụ nữ phát hiện một chiếc bóp. Ngay lập tức lòng tham nảy lên, người này nhanh chóng lấy tiền trong chiếc bóp rồi trả nó lại vị trí ban đầu. Sau đó người phụ nữ tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ này cũng không thể ngờ rằng hành động xấu của mình đã được camera ghi lại. Mới đây tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên xảy ra một vụ va chạm vô cùng nghiêm trọng, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây cũng là lời cảnh giác cho người tham gia giao thông cần phải cẩn trọng, chú ý quan sát khi di chuyển qua ngã ba, ngã tư. Theo đoạn clip camera hành trình ghi lại cho thấy, khi tới nơi giao nhau, cả ô tô và nam sinh đều không quan sát. Cả hai đã gặp nhau một cách đầy bất ngờ, va chạm đã xảy ra. Sau tình huống này, nam sinh đi xe đạp điện đã bị hất văng, nhưng may mắn nằm lên nắp capo của chiếc xe này, thay vì ngã xuống gầm xe và bị ô tô cán trúng. Chính điều này đã giúp nam sinh không gặp chấn thương nghiêm trọng. Cũng liên quan đến giao thông là một vụ việc va chạm giao thông xảy ra ở Nam Định. Dù đã cẩn thận quan sát để qua đường, nhưng người phụ nữ chạy xe đạp trong clip mà camera nóng vừa cập nhật sau đây vẫn bị xe ở phía sau lao tới tông trúng. Mời quý vị xem đoạn video này để cảnh giác hơn trong việc lưu thông. Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ cho thấy người phụ nữ điều khiển xe đạp di chuyển khá chậm, liên tục quay đầu lại nhìn để chuẩn bị rẽ sang đường. Lúc này một xe máy di chuyển với tốc độ cao từ phía sau lao tới đã bất ngờ tông trúng xe đạp. Va chạm mạnh khiến cả ba người trên hai phương tiện đều ngã mạnh xuống mặt đường. Sau va chạm, các nạn nhân bị thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng và đã được người dân gần đó kịp thời hỗ trợ. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hành động của một nam tài xế đã trung thực trả lại tiền thừa cho vị khách Tây khi anh phát hiện vị khách đã trả nhầm số phí di chuyển gấp 10 lần so với thực tế. Hành động của nam tài xế này đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng. Vụ việc như thế nào? Mời quý vị theo dõi đoạn video sau đây. Theo đó, người khách ngoại quốc cầm tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng đưa cho tài xế taxi. Khi cầm tờ tiền, nam tài xế phát hiện người khách đưa nhầm nên lập tức trả lại và giải thích bằng tiếng Anh rằng khách chỉ phải trả 40.000 đồng, không phải 400.000 đồng. Sau vài giây suy nghĩ, vị khách ngoại quốc mới hiểu. Anh cười tươi, đưa những tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn cho nam tài xế. Người này sau khi nhận đủ số tiền của cuộc chạy còn giải thích hướng dẫn thêm các mệnh giá tiền Việt cho hai vị khách. Trước khi rời khỏi xe, hai người khách cười tươi, tỏ vẻ cảm kích trước sự trung thực, thân thiện của nam tài xế. Thưa quý khán giả, thời gian qua trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt nội dung từ đời sống, ăn uống, vui chơi cho tới những tin đồn ăn uống phi khoa học ra đời bất chấp tính đúng sai, khiến người xem cũng phải hoang mang, không biết liệu khi làm theo các nội dung trên mạng có an toàn hay không.
Vì vậy, để tránh rước họa vào thân, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình, thì ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng theo dõi chuyên mục Chuyện Cảnh Giác của Nóng 24 giờ để cân nhắc chọn lọc những nội dung an toàn trước ma trận thông tin như hiện nay. Mạng xã hội được các bạn trẻ xem như là một chuyên gia hướng dẫn ăn uống mới. Chỉ cần tìm từ khóa review món ăn hay món ăn độc lạ là sẽ có hàng loạt các video hướng dẫn làm các món ăn từ các nguyên liệu trộn lẫn với nhau, tạo ra các món ăn và thức uống mới lạ. Thế nhưng, đi đôi với các món ăn thức uống theo trend mạng xã hội ấy lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho thực khách. Mình cũng hay xem những clip về nấu ăn, về biết đồ ăn ở trên mạng xã hội. Mình thấy nó cũng độc lạ, cũng thú vị, cũng ngon đó. Nhưng mà không biết là có an toàn hay là không. Nếu như có thời gian thì mình sẽ làm thử xem có ngon không. Cảm thấy mấy cái món ăn ở trên mạng đó, nó chế biến nhìn cũng lạ, cũng kỳ. Nên là mình không biết là nó có đúng với lại khoa học hay không. Nên là mình cũng không có dám chế biến hay là ăn nó, nên mình cũng lạ, cũng sợ. Các hướng dẫn ăn uống độc lạ trên mạng xã hội không chỉ khó có khẩu vị phù hợp với người ăn, mà còn khó có thể xác định được độ an toàn của những món ăn này, mang lại một số rủi ro không đáng có cho người ăn. Chợ trước thì mình thấy trên mạng xã hội có chỉ cái món đó là xoài lắc muối tôm với có nhiều cái nguyên liệu khác, thì mình thấy nguyên liệu nó đơn giản nên là mà làm không có công nóng, nên là mình về mới làm thử. Thì mình làm thử thì mình ăn cũng nó cũng lạ lạ mà nó cũng ngon, nhưng mà tuy nhiên là sau đó thì khoảng 1-2 tiếng sau khi mình ăn thì mình cảm thấy là bụng của mình nó rất là khó chịu, mình nôn ói liên tục và mình bị tụt huyết áp, sau đó thì mình phải đi nhập viện để cấp cứu. Các món ăn chế biến theo mạng xã hội thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ rủi ro, bởi vì các món ăn này thường là được chế biến theo sự độc lạ, cái sự gây chú ý nhiều hơn là về cái sự bổ dưỡng của thực phẩm. Thì cái việc mà chúng ta bị đau bụng tiêu chảy khi mà sử dụng những cái thực phẩm độc lạ chế biến theo mạng xã hội, cái này có thể là rất là thường gặp. Nguyên nhân thì bởi vì do là có thể là do những cái thực phẩm này là những cái thực phẩm gây kích ứng đường tiêu hóa, nó dẫn đến là chúng ta sẽ bị nôn ói, chúng ta sẽ bị tiêu chảy. Thì có một cái số trường hợp nó có thể nặng nề hơn, người bệnh có thể là bị nhiễm trùng từ những cái thực phẩm đó, hoặc là một cái số trường hợp gây ra hậu quả lâu dài là bởi vì ở trong thực phẩm là có những cái dung sáng mà bệnh nhân là có thể sau đó sẽ bị nhiễm sáng lá gan, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm trùng amip đường tiêu hóa. Có thể thấy, mạng xã hội là một nơi có thể tự do đăng tải các nội dung. Do đó, việc ăn uống theo mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho người ăn, dẫn đến tiền mất, tật mang. Trên thực tế, đã có những người bị ngộ độc thực phẩm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi bắt chước làm theo. Các bạn trẻ khi mà xem những cái thông tin này về lâu dài thì đôi khi lại lầm tưởng rằng những cái cách chế biến độc lạ này là những cái cách sử dụng thực phẩm bình thường. Từ đó thì có những cái lệch lạc trong nhận thức. Do đó thì một lời khuyên là các bạn trẻ là không nên và hạn chế mình sử dụng những cái thực phẩm theo những cái hướng độc lạ như vậy. Tránh cái việc là đưa những cái tình trạng mà sử dụng thực phẩm độc lạ này thành những cái trào lưu không tốt và gây ra ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Đã có rất nhiều món ăn ngon bước ra từ thế giới ảo, đóng góp tích cực trên nền ẩm thực. Song, giữa ma trận của hàng loạt các nội dung về hướng dẫn ăn uống ra đời, bất chấp tính đúng sai, cũng như các quy chuẩn về an toàn trên mạng xã hội, mọi người cần phải thực sự tỉnh táo và cân nhắc kỹ càng. Đến đây, thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Thảo Uyên và Quang Huy rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị. Rất mong sẽ gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.